Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Quay lại với cái content review cầu thủ. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một vị trí trung vệ với OVR 102, có cái tên là Sergio Ramos. Đây là một trong những trung vệ mà mình yêu thích nhất trong cái tựa game FIFA Mobile. Mình sẽ mua cầu thủ này với cái mốc giá là hơn 25 triệu coin. OVR 102 cũng là cái mốc OVR cao nhất cho vị trí trung vệ hiện tại. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái phiên bản Sergio Ramos OVR 102 này để xem cầu thủ này sẽ thi đấu như thế nào ở cái vị trí của mình nha. Từ đầu mùa tới giờ thì cái vị trí của Sergio Ramos là đây là lần đầu tiên mình làm review về trung vệ người Tây Ban Nha này anh em ạ. Trước đó thì vẫn chưa có một cái phiên bản nào chất lượng cả. Với khoảng thời gian là 16 năm thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid với vô số danh hiệu thì đây là huyền thoại của câu lạc bộ Trắng Hoàng Gia rồi anh em ạ. Khoảng thời gian khi còn thi đấu cho câu lạc bộ này thì Sergio Ramos nổi tiếng với cái thái độ thi đấu rất là chuyên nghiệp và thi đấu rất là thông minh với những pha tắc bóng thật sự rất là chất lượng và những tình huống hỗ trợ tấn công cũng thật sự rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ bỏ Sergio Ramos vào vị trí của Slotenberg này, cũng sẽ chuyển cái mốc ran của cầu thủ người Đức vào vị trí cho cầu thủ người Tây Ban Nha này nha. Và Sergio Ramos cũng là một cái phiên bản mà mình lựa chọn sẽ sử dụng trong thời gian sắp tới này, sẽ đá cặp cùng Caleb Puyol, bộ đôi cầu thủ đến từ Tây Ban Nha này. Caleb Puyol đã là huyền thoại trước đó rồi và Sergio Ramos cũng đang trên con đường trở thành huyền thoại giống như là Caleb Puyol nha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái mốc ran của Slotenberg vào vị trị của Sergio Ramos này, để cái chỉ số cũng như là OVR của cầu thủ này được match nhất có thể nha. Hình ảnh của Sergio Ramos trong màu áo PSG trong cái quả thẻ kit ở Braverack này thì nhìn thật sự rất là tuyệt vời nè. Và cái formation mình lựa chọn cho cái bài review Sergio Ramos ngày hôm nay của mình sẽ là sơ đồ 4-1-2-1-2 quay, một cái sơ đồ mà mình khá yêu thích từ đầu game tới bây giờ. Anh em mình sẽ cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của Sergio Ramos Garcia với cái tên đầy đủ là như vậy nè. Skillbook là Tuckin nè. Và đây là cầu thủ đến từ câu lạc bộ PSG với cái bộ chỉ số rất là khủng khiếp nè. Bộ chân là hai chân đều thuận nè. Là một trung vệ nhưng bộ chân khá là đẹp và stamina là 8 cục. Skillbook là 3/5 sao. Bay là 123 nè. Và với cái bộ chỉ số phòng ngự thật sự rất là căng luôn. Tầm nhìn là 100+7 nè. Và cái shot passing và low passing cũng khá là cao cho cái vị trí trung vệ này. Belen là 93+21 và chỉ số kèm người là 140+28 nè. Tắc bóng và đánh chặn rất là cao này. Nhận thức phòng ngự là 114+28, sức mạnh là 108+28 và bật nhảy là 116+21. Đánh đầu thì khá là đặc biệt, 116+28 luôn. Bộ chỉ số reaction cũng rất là cao, 135+28, rất là khủng khiếp, rất là đồng đều cho cái bộ chỉ số phòng ngự của Sergio Ramos. Cầu thủ người Tây Ban Nha này sở hữu cái thể hình là 1m84 này, cùng với đó là rất là nhiều skill ẩn nè. Đây là một cái phiên bản khá là đặc biệt của Sergio Ramos nha, sở hữu lên tới tận 6 skill ẩn cho vị trí trung vệ. Một cái phiên bản mà với cá nhân của mình thì thật sự cũng khá là bất ngờ nè. Skill move sẽ là hell to hell và cái work rate sẽ là high và medium. Cầu thủ này với cái chỉ số defending sẽ là 155 này, physical 135 nè. Nhìn qua cái bộ chỉ số phòng ngự của trung vệ người Tây Ban Nha này thì rất là đồng đều, bộ chỉ số rất là khủng cho cái vị trí này. Bây giờ thì mình sẽ tới cái phần set mission, cũng sẽ xếp những vị trí ưu tiên dành cho cầu thủ Sergio Ramos này nha. Đó là tấm băng đội trưởng này, hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài. Và cái vị trí sút penalty cũng đã được auto chọn cho Sergio Ramos rồi. Cầu thủ này rất là nổi tiếng với những pha đánh đầu cũng như là những pha đá phạt rất là lạnh lùng của mình. Sergio Ramos là một mẫu trung vệ đội trưởng rất là chất lượng anh em ạ. Với cái khả năng máu chiến của mình và cái khả năng thi đấu rất là đầu óc thì cầu thủ Sergio Ramos này luôn luôn được đồng đội hỗ trợ hết mình trong cái khả năng hỗ trợ tấn công cũng như là hỗ trợ phòng ngự nha. Bây giờ thì mình sẽ tới cái phần chọn logo câu lạc bộ này, PSG, cùng với đó là cái bộ áo đấu của câu lạc bộ này. Mình sẽ chọn cái bộ áo đấu retro của PSG nha, một bộ áo đấu mà mình nhận trong cái phần kit Ravarez này, một bộ áo đấu nhìn cũng khá là chất lượng anh em ạ. Và trước khi bước vào hai trận đá head to head cùng với một trận đấu vé tất để cùng mình trải nghiệm cái phiên bản Sergio Ramos này á, thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình nha. Khi đăng ký kênh thì anh em ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất khi mình up những video lên từ YouTube. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và chất lượng thì cũng có thể nhắn tin với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ bước vào cái trận đấu đầu tiên trong bài review Sergio Ramos, huyền thoại người Tây Ban Nha nè. Hiện tại thì Sergio Ramos chưa được gọi là huyền thoại nhưng mà với cá nhân của mình thì cầu thủ này đã là huyền thoại rồi. Huyền thoại của cả Tây Ban Nha và huyền thoại của cả câu lạc bộ Real Madrid luôn. Thật sự thì xem lại những cái thước phim mà thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid thì mới thấy được cái khả năng phòng ngự của Sergio Ramos là đẳng cấp như thế nào anh em. Một cầu thủ mà phải nói là mình yêu quý từ trong game cho tới cái phiên bản ngoài đời thật luôn. Đối thủ đầu tiên của mình với cái đội hình cũng khá là khủng này. Có cả Ruud Gullit này, Kevin De Bruyne này, Harry Kane nữa, bộ đồ tấn công bên trên rất là khủng với cái sơ đồ 4-2-4 nha. Và đây là pha kiểm soát bóng đầu tiên của Sergio Ramos em ạ. Trong cái thế trận mà review phiên bản CB như thế này thì mình cũng sẽ thi đấu một cách tự nhiên nhất có thể để đối thủ có cơ hội tấn công vào cái vị trí của Sergio Ramos. Và anh em mình sẽ cùng quan sát cái khả năng thi đấu di chuyển và phòng ngự của cầu thủ người Tây Ban Nha này nha. Ruud Gullit bóng đến vị trí của Bosco.
Raúl González, đây rồi, Clou không vượt qua được Marquinhos rồi. Bộ đôi trung vệ ngày hôm nay của đối thủ sẽ là Marquinhos đã cặp cùng Virgil van Dijk. Ở vị trí hậu vệ cánh trái sẽ là Roberto Carlos, còn cánh phải thì mình vẫn chưa kịp nhìn thấy nữa. Một pha cướp bóng rất là nhanh của Ruud Gullit, bóng từ trong chân của Fernando Torres. Đây là Raúl González, cơ hội đây rồi. Một cơ hội dứt điểm khá là nhanh của Raúl González nhưng đáng tiếc là bóng đi ra ngoài rồi và đối thủ đã thả một cái icon cười ha ha rồi. Trong cái vị trí khung thành sẽ là Handanovic. Và ở vị trí hậu vệ cánh phải sẽ là Alexander Arnold, Ruud Gullit. Một pha lao lên rất là nhanh của Ronaldinho, Harry Kane, Kevin De Bruyne. Lại là tình huống cướp bóng thành công của Miroslav Klose. Bosco tiếp tục là pha xoay bóng của Raul. Không có một tình huống tấn công nào vị trí của Sergio Ramos trong những cái phút vừa qua cả. Và đây là Bosco, những pha xử lý và qua người rất là hay của huyền thoại người Anh. Và tỷ số trận đấu đã được mở ở phút thứ 25 của trận đấu rồi. Hình ảnh này của Bosco trong màu áo retro của câu lạc bộ PSG anh em. Retro 89, một bộ đấu nhìn cũng thật sự rất là thời thượng so với thời điểm hiện tại. Nhưng một pha xoay người và dứt điểm khá là lạnh lùng của Bosco anh em, không có một cơ hội nào cả. Và đối thủ đang thi đấu trong logo của đội tuyển quốc gia Mỹ anh em. Đây là pha kịp soát bóng của Fernando Torres để xem đối thủ sẽ phản ứng như thế nào. Vị trí của Mohamed Salah, phiên bản Ultimate Season đã vượt qua được Roberto Carlos rồi. Một tình huống lao ra hỗ trợ phòng ngự của Caleb Puyol. Và đây là Sergio Ramos. Một tình huống đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài của Harry Kane và người theo kèm Harry Kane trong cái tình huống bóng này là Sergio Ramos. Thể hình của Sergio Ramos 1m84 nhưng vào trận đấu là cái thể hình này nhìn cũng khá là vừa vặn cho vị trí trung vệ này. Không thật sự cao to và cũng không phải thật sự là một mẫu trung vệ nhỏ như là Caleb Puyol. 1m84 của Sergio Ramos thì nhìn khá là hoàn hảo cho vị trí này rồi. Đây là Ruud Gullit, bóng đến vị trí của Thorgan Hazard, tiếp tục phối hợp cùng Ruud Gullit. Anh bạn đối thủ cũng đã bật chế độ attacking cho trận đấu này rồi. Một pha phản ứng rất là nhanh của đối thủ luôn. Đây là Ronaldinho. Để xem sẽ có bàn thắng dành cho đối thủ ở cái hiệp 1 trận đấu lần này hay không. Phút thứ 42 của trận đấu rồi. Đây là Alexander Arnold, Fernando Torres. Đây là cơ hội để có thể kiểm tra được cái khả năng phòng ngự của Sergio Ramos rồi. Đã có một tình huống cắt bóng rất là sớm của Caleb Puyol rồi. Chưa kịp đến vị trí của Sergio Ramos nữa. Tiếp tục là một tình huống phá bóng ra của Roberto Carlos. Đúng lúc này thì trọng tài lại thổi còi dừng lại cái hiệp 1 trận đấu đầu tiên trong bài review Sergio Ramos rồi. Một hiệp đấu mà không thật sự vất vả dành cho Sergio Ramos, chỉ có vài tình huống tắt bóng khá thành công. Trong đó có một tình huống cản lại cái pha đánh đầu của cầu thủ Harry Kane. Bóng lại đi ra ngoài, khả năng chọn vị trí và phòng ngự của Sergio Ramos trong cái hiệp đấu đầu tiên cũng khá là ổn định rồi. Rõ ràng là mình thấy được cái khả năng di chuyển và quan sát của cầu thủ Sergio Ramos này khá là tốt. Một tình huống phá bóng ra của Sergio Ramos. Những tình huống treo bóng vào bên trong và vị trí của Sergio Ramos thì cầu thủ này coi với cái khả năng bật nhảy và đánh đầu cũng khá là ấn tượng, cho nên khả năng hỗ trợ phòng ngự bóng bổng khá là cao nè. Tiếp tục là pha cắt bóng thành công của Sergio Ramos. Những pha phòng ngự của cầu thủ này thì chọn vị trí khá là tốt nè. Khả năng đứng đúng vị trí này cũng như là cái khả năng phán đoán và cắt bóng khá là hay. Đây là Bosco, những pha xoay người của Bosco đã vượt qua được Virgil van Dijk rồi. Virgil van Dijk không biết ở đâu mà kèm cả nè. Và sau đó thì Marquinhos đã có một tình huống hỗ trợ phòng ngự thành công. Đây là Dempsey, một tình huống phối hợp cùng Harry Kane khá là thoáng rồi. Và trong pha bóng này thì Pavard đã bỏ vị trí của mình rồi. Và đây là Dempsey, một cú dứt điểm khá là nhanh. Và pha tắt bóng sau đó của Caleb Puyol cũng không cản được cú dứt điểm của Dempsey được. Một phiên bản hero đã đến từ vị trí này over 105 với một cái pha chạy nước rút và dứt điểm khá là gọn gàng của Dempsey. Trong tình huống bóng này thì người mắc lỗi vị trí là cầu thủ Pavard với một pha bỏ vị trí khá là nguy hiểm và cầu thủ Dempsey đã khai thác được cái vị trí đó và dùng tốc độ của mình để có thể quân bình tỷ số một đều rồi. Một pha phối hợp cũng khá là hay của đối thủ. Đây là Sergio Ramos, Ruud Gullit. Sau khi chuyền bóng thì cầu thủ Sergio Ramos đã lui về cái vị trí trung vệ của mình. Cầu thủ này có cái cách thi đấu rất là tập trung và quan sát rất là tốt. Và đây tiếp tục là một tình huống phản công, đã có một tình huống tắt bóng của Virgil van Dijk nhưng lại không cản được cái tình huống bóng của Raúl González. Và cuối cùng thì huyền thoại người Tây Ban Nha đã đưa được bóng vào lưới rồi. Một pha xử lý khá là đẳng cấp của Raúl González và đây là điều ăn mừng của chủ nhận. Và xoay bóng và Virgil van Dijk đã bị vượt qua và vượt qua luôn cả Marquinhos để có thể hạ gục được Handanovic. Ruud Gullit đã được rút ra khỏi sân rồi và tung vào vị trí đó là Lukita. Phút thứ 72 của trận đấu và mình đang dẫn trước với tỷ số là 2-1. Để xem những cái phút tiếp theo thì sẽ có thêm bàn thắng hoặc là những có tình huống tắt bóng nào của Sergio Ramos hay là không. Đây rồi, một tình huống qua người của Mohamed Salah, tốc độ của Mohamed Salah. Một pha ngoặt bóng vào bên trong khá là hay và cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được Nick Pope nữa. Phong độ của Nick Pope trong vị trí khung thành thì cũng thật sự rất là ổn định, một cái vị trí khá là yên tâm của mình.
đã có một tình huống đánh đầu thành bàn của Kai Havertz rồi. Phút thứ 80 của trận đấu, và cái tình huống đánh đầu này thì khá là chủ động của Kai Havertz. Và người đứng trước cái tình huống bóng này là Sergio Ramos thì khá là bị động cho cái tình huống phòng ngự bóng bổng của mình. Trong tình huống bóng này thì Sergio Ramos đã không có một tình huống nhảy lên, và Pavard là người phòng ngự sau đó. Nhưng mà đáng tiếc là pha bật nhảy của Kai Havertz khá là chủ động và khá là lực, cho nên những cái tình huống cản bóng của trung vệ thì thật sự bằng không cho những tình huống cố định kiểu như vậy rồi. Không thể nào trách được Sergio Ramos trong tình huống bóng đó đâu. Đây là Raúl González, tình huống xoay bóng của huyền thoại người Tây Ban Nha. Thể lực đã đi xuống rất là nhiều ở những phút cuối cùng rồi, cho nên những pha xoay bóng cũng không còn đem lại cái hiệu quả cao nữa nè. Tiếp tục là một pha xử lý hay của Jadon Sancho, cầu thủ vừa được tung vào sân, và đây là Kai Havertz. Jadon Sancho và Kai Havertz là hai cầu thủ vừa được tung vào sân ở cái phần cuối của hiệp 2 này. Tiếp tục là tình huống đánh đầu khá là nguy hiểm của Fernando Torres đây nữa. Trong tình huống bóng vừa rồi thì Sergio Ramos đã lao ra rất là chủ động để có làm hẹp góc sút của đối thủ nha. Tình huống đưa bóng đi ra ngoài mép lưới. Trận đấu cũng đã dừng lại với tỷ số hòa 2 đều rồi. Trận đấu rất là giàu kịch tính đấy rồi. Với tỷ lệ kiểm soát bóng là 53% với 47%. Tỷ lệ chuyền chính xác cũng khá là cao, trên cái mốc 90% nữa. Và trong cái trận đấu đầu tiên của Sergio Ramos thì cầu thủ này làm khá là tốt ở cái vị trí của mình rồi. Hai bàn thua thì không hoàn toàn đến từ cái vị trí của Sergio Ramos rồi. Cầu thủ này đã làm khá là tốt trong cái nhiệm vụ phòng ngự của mình, những tình huống tắt bóng và những tình huống hỗ trợ không chiến rất là cao của cầu thủ Sergio Ramos trong cái trận đấu đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ tới cái trận đấu thứ hai trong bài review cầu thủ người Tây Ban Nha này nha. Để xem là trong trận đấu thứ hai này thì có bàn thắng ra mắt dành cho Sergio Ramos hay là không, và cầu thủ người Tây Ban Nha này thì hỗ trợ phòng ngự đá cặp cùng Caleb Puyol sẽ như thế nào. Đối thủ ở trận đấu thứ hai lần này thì với cái đội hình hàng tiền vệ 5 người nè, và đá cặp phía bên trên chỉ là Fernando Torres thôi. Có cả Ruud Gullit bên dưới nè. Anh em mình cùng xem diễn biến trận đấu sẽ như thế nào nha. Đây là Ronaldinho, tốc độ của Ronaldinho. Có vượt qua được Pavard hay là không? Ronaldinho. Khả năng cầm bóng rất là dẻo của Ronaldinho. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Caleb Puyol khá là đơn giản. Tình huống tạt bóng sau đó của Ronaldinho thì thật sự rất là tối nè. Tiếp tục là Raúl González, tình huống mở bóng cho vị trí của Mirolas Klose. Cơ hội đây rồi. Klose của dứt điểm lại không hạ gục được thủ thành em ạ. Ở cái góc cũng khá là hẹp, và đây là cơ hội dành cho Sergio Ramos rồi. Khả năng chơi không chiến của cầu thủ này sẽ như thế nào đây? Lại không vượt qua được cầu thủ Pep Guardiola, cũng là huyền thoại người Tây Ban Nha khác nữa. Lại là Pep Guardiola với một tình huống cắt bóng khá là dứt khoát. Đây là Caleb Puyol. Có khá là nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu trong trận đấu lần này. Pep Guardiola này, Caleb Puyol, Fernando Torres, cùng với đó là cầu thủ Sergio Ramos. Liên tiếp là những cú dứt điểm của Bosco. Trận đấu lần này thì mình sẽ cố gắng tập trung dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhiều hơn để mang về những tình huống đá phạt góc cố định để thử cái khả năng bật nhảy của Sergio Ramos. Tiếp tục là tình huống treo bóng vào vị trí của Sergio Ramos, lần này lại không thành công rồi. Và Aqua là cầu thủ đã phá hóa giải thành công tình huống bóng này. Cú dứt điểm của Sergio Ramos đã mở tỷ số trận đấu rồi. Một cú ra chân khá là nhanh, bàn thắng đến khá là chóng vánh, và hậu vệ đối thủ cũng không biết như thế nào mà Ruud Gullit có thể dứt điểm trong tình huống bóng này. Anh em có thể xem lại bàn thắng lần này nha. Nemanja Vidić đã bị Ruud Gullit dứt điểm sau kim anh em, và cầu thủ huyền thoại người Serbia đã đứng trời trồng luôn. Một tình huống dứt điểm khá là nhanh của Ruud Gullit mở tỷ số cho trận đấu này. Đây là Ronaldinho phối hợp cùng Fernando Torres. Đây là Roberto Carlos, kịp hay không? Đã có một tình huống bóng đi ra ngoài đường biên rồi, và người thực hiện pha ném biên này là Pavard. Bóng hướng tới vị trí của Sergio Ramos, một tình huống chuyền bóng khá là tự tin đến vị trí của Caleb Puyol. Bộ đôi trung vệ người Tây Ban Nha này khá là yên tâm ở vị trí này nè. Mặc dù sở hữu cái thể hình khá là bình thường thôi, Sergio Ramos là 1m84 và Caleb Puyol chỉ là 1m78 thôi. Không thật sự cao to và không thật sự đầy sức mạnh đâu, nhưng mà bộ đôi trung vệ này đang làm khá là tốt cái nhiệm vụ phòng ngự của mình. Tiếp tục là cú dứt điểm của Miroslav Klose. Tiếp tục là một tình huống đá phạt cố định, và đây là cơ hội để thử cái khả năng không chiến tiếp theo của Sergio Ramos. Lần này thì đối đầu cùng Ruud Gullit lại không thành công rồi. Tiếp tục là một tình huống đá phạt khác nha. Vẫn chưa có một tình huống bật nhảy nào thành công của Sergio Ramos trong những cơ hội vừa rồi cả nè. Cầu thủ này với cái điều ăn mừng là Samba đen thì rất là đẹp mắt nè. Mình đang cố gắng tìm bàn thắng cho cầu thủ người Tây Ban Nha này để anh em mình cùng xem cái điều ăn mừng đó, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng nè. Tiếp tục là pha treo bóng của Roberto Carlos, lần này lại không vượt qua được Aqua cho những cái tình huống bật nhảy của Sergio Ramos nè. Trong những cái tình huống cố định vừa rồi thì cái khả năng chọn vị trí và bật nhảy của Sergio Ramos thì chưa thật sự ấn tượng lắm nữa. Quay những pha nhảy múa của Ronaldinho trước vòng cấm của đối thủ nữa. Cầu thủ huyền thoại người Brazil này vẫn đang làm khá là tốt cái nhiệm vụ của mình nữa. Và tiếp tục là cơ hội dành cho Sergio Ramos, lại là một tình huống chọn vị trí không thật sự tuyệt vời rồi. Và đây là một cú dứt điểm của Ronaldinho, bóng lại nằm gọn trong tay của Unai Simon rồi. Và đây là một tình huống phản công. Đúng lúc này thì trọng tài lại thổi còi dừng lại cái hiệp 1 trận đấu trong bài review Sergio Ramos của mình.
một hiệp đấu mà không quá vất vả trong cái vị trí phòng ngự của mình, nhưng mà trong những cái tình huống tấn công, tình huống phạt góc thì khả năng bật nhảy và chọn vị trí của Sergio Ramos thì chưa thật sự hoàn hảo cho lắm ấy nữa. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ người Tây Ban Nha này. Và đây là Sergio Ramos. Hình ảnh của Sergio Ramos với tấm băng đội trưởng trên tay trong màu của BG nhìn thật sự rất là đẹp mắt nữa. Một vị trí mà mình cảm nhận được là rất là yên tâm trong cái vị trí trung vệ này luôn. Và đây chắc chắn là một trong những trung vệ tốt nhất game hiện tại rồi. Ông ở 102 cùng với cái bộ chỉ số và cái skill boost này thì thật sự rất là tuyệt vời rồi. Và đây là cơ hội vẫn không thành công của tứ ca Sergio Ramos rồi. Số áo thứ 4 trên lưng cũng là cái số áo của trung vệ người Tây Ban Nha này nha. Một cú dứt điểm khá là khó ở cái tình huống đá phạt hàng rào rồi. Lele đã đứng để trám vào cái vị trí phòng ngự hỗ trợ Unai Simon rồi. Khá là đáng tiếc cho Sergio Ramos trong cái tình huống rõ ràng nhất có thể có được bàn thắng cho trận đấu thứ hai lần này. Về mặt phòng ngự của mình thì Sergio Ramos đang làm khá là tốt nhiệm vụ rồi nè. Một cầu thủ có cái khả năng phòng ngự tắt bóng và phán đoán tình huống rất là hay. Những cái khả năng cắt bóng của Sergio Ramos thì đem lại cái tỷ lệ chính xác hiện tại là 100%. Tiếp tục là Thogan Hazard, một tình huống xử lý bóng và phối hợp cùng Bosco. Và đây là Raul Gonzalez, đối đầu cùng Nimza Vidic. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Trọng tài không cắt còi nữa, phạm lỗi từ vị trí của mình nữa. Khá là khó hiểu cho cái tình huống bóng vừa rồi và chạm rất là mạnh. Và đã có một tình huống cắt còi dừng lại trận đấu. Và có một thẻ vàng dành cho cầu thủ của mình nữa. Và va chạm trước đó với Philip Lam. Mình cứ nghĩ là pha phạm lỗi dành cho mình thôi. Đáng tiếc là pha phạm lỗi đó thuộc về mình nữa. Tiếp tục là Aqua và đây là một tình huống phản công. Tỷ số vẫn đang là 1-0 thì cách biệt khá là mong manh. Tình huống cắt bóng khá là hay của Babat. Và đây là Raul Gonzalez, tình huống mở bóng của Miroslav Klose. Đối đầu cùng Lenglet. Đã có một tình huống phòng ngự khá là hay của trung vệ người Pháp. Ronaldinho lại là Bavard đây mà. Thể hình của Bavard cùng với cái khả năng phòng ngự của cầu thủ người Pháp này khá là uy tín trong cái vị trí hậu vệ cánh phải rồi. Tiếp tục lại là Bavard rồi, một trận đấu bỏ túi Ronaldinho của Bavard đây mà. Đây là Thogan Hazard đối đầu cùng Lenglet, một tình huống treo bóng khá là chuẩn của Thogan Hazard và Raul Gonzalez đã đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 rồi. Phút thứ 87 của trận đấu, một tình huống treo bóng sớm rất là chuẩn xác của Thogan Hazard. Một pha xử lý và treo bóng rất là đẳng cấp của Thogan Hazard. Cầu thủ người Bỉ đã làm tất cả những nhiệm vụ khó nhất và cái nhiệm vụ còn lại của Raul Gonzalez chỉ là bật cao, chọn vị trí và đánh đầu thôi. Một cái bàn thắng đến khá là tuyệt vời ở phút thứ 87 của trận đấu. Và đây là Unai Simon với một pha tự hủy của mình. Đối thủ đã chấp nhận một trận thua rồi và đã tự đưa bóng về lưới nhà của mình. Một trận đấu thắng hoàn toàn áp đảo của mình. Đối thủ vẫn không có một cú dứt điểm nào nguy hiểm cả đây mà. Chỉ đáng tiếc là không có bàn thắng dành cho Sergio Ramos trong những cái tình huống tấn công thôi. Những tình huống cố định và những tình huống treo bóng vào bên trong nhắm tới vị trí của Sergio Ramos lại không thành công. Lại tiếp tục là một bàn thắng khác đến vị trí của Unai Simon. Sau khi mình nâng lên tỷ số 2-0 thì đối thủ đã tự hủy bằng hai bàn thua khác đây. Và Unai Simon đã tự đưa bóng vào lưới nhà và tiếp tục là bàn thắng khác. Aqua đã đưa bóng về vị trí của Unai Simon rồi, nhưng mà trọng tài thấy khá là chán ngán cho cái những tình huống xử lý bóng kiểu này, cho nên anh tài cũng đã cắt còi dừng lại cái trận đấu thứ hai rồi nè. Một trận đấu mà hủy diệt đối thủ tới tận 4-0 với hai bàn thắng tự hủy của Unai Simon ở những phút thứ 87 nè. Một trận đấu hoàn toàn áp đảo về cái khả năng tấn công. 15 cú dứt điểm cho cái trận đấu lần này và đối thủ không có một cú dứt điểm nào cả. Một trận đấu hủy diệt thật sự với 11 cú đi trúng đích và tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 58%. 4 bàn thắng được ghi và 2 bàn thắng đến từ đối thủ. Và đáng tiếc là cầu thủ chính trong cái video là Sergio Ramos lại không có bàn thắng ra mắt nữa. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới luôn cái trận đấu vé tắt, là cái trận đấu cuối cùng trong bài review ngày hôm nay của Sergio Ramos nha. Để xem là ở trận đấu vé tắt này thì Sergio Ramos có được bàn thắng hay là không nha. Vì trong cái phần set visit mình đã cài những cái vị trí ưu tiên dành cho cầu thủ này rồi. Và trong trận đấu lần này thì Sergio Ramos trong cái vị trí phòng ngự thì anh em mình sẽ không xem được cái khả năng phòng ngự của cầu thủ người Tây Ban Nha này. Trong cái chế độ head to head thì thật sự cái khả năng phòng ngự của Sergio Ramos thì khá là thừa cho cái bộ chỉ số này rồi. Cầu thủ này có cái lối thi đấu rất là thông minh, khả năng hỗ trợ phòng ngự tắt bóng và phán đoán tình huống rất là hay. Và đây là Miroslav Klose của dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu này. Đối thủ ở trận đấu lần này thì hơn mình một over nữa, để xem sẽ thi đấu như thế nào. Ronaldinho một pha căng ngang vào cho Raul Gonzalez khá là dễ dàng. Tiếp tục là Rui Kulit, bên trong thì có cả Klose và Raul Gonzalez. Trận đấu đang diễn ra khá là thuận lợi nè, tỷ số đã là 3 đều rồi. Đây là pha xử lý bóng của Thogan Hazard, tình huống treo bóng cho Miroslav Klose không thành công rồi. Đối thủ đã dẫn trước 4-3 và đây là Thogan Hazard, Raul Gonzalez. Một pha bắt bóng sống trong vòng cấm của Raul Gonzalez. Trong hai trận đá head to head của mình vừa rồi thì có những cái tình huống chọn vị trí và cắt bóng rất là hay của Sergio Ramos. Đây là một mẫu trung vệ mà chơi đầu óc thật sự rất là tuyệt vời luôn.
Và theo như đánh giá cá nhân của mình thì mẫu trung vệ này khá là phù hợp so với cái meta head-to-head cũng như là VSTOC mùa này nữa. Một mẫu trung vệ mà rất mạnh về cái khả năng phán đoán tình huống cũng như là đánh chặn của mình. Liên tiếp là những cú dứt điểm thành bàn và vẫn chưa có cơ hội dành cho Sesuramot ở trận đấu VSTOC này nữa. Và để so sánh giá trị của Sesuramot với cái giá chỉ là hơn 25 triệu coin cho cái over 102 như thế này thì đây là một phiên bản xứng đáng đồng tiền bát gạo nhất có thể trong vị trí trung vệ rồi nữa. Một mẫu trung vệ mà có thể hoàn toàn đáp ứng tất cả những cái vị trí trong hàng phòng ngự rồi. Và đây là cơ hội dành cho Sesuramot. Đây là điều ăn mừng của cầu thủ này anh em ạ. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã xem được cái điều ăn mừng Samba Dance của cầu thủ người Tây Ban Nha này rồi. Một điều ăn mừng khá là đẹp mắt và vừa được update trong mùa này của Sesuramot thôi nè. Mùa trước thì cái điều ăn mừng của Sesuramot còn là cái điều ăn mừng giơ hai tay để chạy đi. Nhưng mà trong mùa này thì đã cập nhật lên cái phiên bản là Samba Dance, một cái điều ăn mừng khá là đẹp mắt. Và có những tình huống cận cảnh thì anh em có thể thấy luôn cả hình xăm, cái đôi cánh trên cổ của Sesuramot nữa anh em ạ. Một hình ảnh của Tứ Ca nhìn rất là chất lượng luôn. Một phiên bản mà phải nói đem đến cái sự uy tín chất lượng trong cái vị trí trung vệ này rồi. Một gương mặt thương hiệu của cái tựa game FIFA Mobile luôn. Và ở cái trận đấu vé tắc này thì không biết bao nhiêu lần tắt bóng của Sesuramot, nhưng mà đối thủ tới tận 6 red gen và thực hiện được 5 red gen thôi. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn để thua với tỷ số là 19 nha. Một cái trận thua với cách biệt một bàn. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái video review trải nghiệm phiên bản Sesuramot lần này của mình. Một cái vị trí mà mình rất là khuyên anh em dùng luôn. Với cái over cùng với cái mốc giá này thì thật sự xứng đáng tới từng xu nè. Mình chấm điểm và đánh giá cái phiên bản Sesuramot ở over 102 này với cái số điểm là 10/10. Một mẫu trung vệ mà theo cá nhân cũng đánh giá là khá là toàn diện cho cái khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự, phán đoán tình huống, chọn vị trí, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo cho vị trí của Sesuramot lần này. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận riêng như thế nào về cái phiên bản Sesuramot này? Anh em có đặt mục tiêu là sử dụng cầu thủ này trong cái mùa này hay là không? Anh em có đang sử dụng hay là không? Anh em có thể chia sẻ cái phần cảm nhận của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share video ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.